Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chế biến món cá chấm khổng lồ. Đây là cá mình vừa đi chợ về. Rất là đang còn sống đấy, mình làm chết rồi, bây giờ chuẩn bị mổ bụng để chế biến món cá chấm hấp. Đấy. Chưa? Rất là nặng, to. Giờ mình đi làm tất cả các nguyên liệu để mình chế biến món cá chấm khổng lồ. Cái này một nồi không thể đủ được, chắc mình phải cắt đôi rồi. Đây là gia vị để chế biến món cá hấp. Hành tươi thì là cái sạc. Dài ấy chứ gì nhỉ? Anh băm một tí đồng trên này nhỏ ra thôi, lại cái đuôi để dài ra. Không nhỏ ra. Xin chào các cháu nha. Bông thôi bia. Cái
đấy tí sau cho sau không ạ? Lúc nào ấy thì sau khi ướp hết các gia vị thì giờ mình đưa vào để bật bếp hấp. Mọi người đợi chín xem như nào nhé. Sau 10 phút thì mình kiểm tra xem cá hấp như nào. Đợi tầm khoảng 10 phút nữa mình sẽ gắp ra đĩa. Sau khi nấu xong đã chín rồi mọi người nhá, rất là thơm. Giờ mình sẽ múc đĩa để thưởng thức, rất là ngon.